Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái combo đàn guitar điện và amply dành cho các bạn mới tập với giá cực kỳ rẻ mà chất lượng rất phù hợp cho các bạn mới bắt đầu tập guitar điện nhé. Thì cây này giá bán lẻ, nếu bạn mua cây đàn không, nó là 2 triệu đồng nha. Còn cái amp này là cái amp cọt MX15, mới hoàn toàn 100% bảo hành 1 năm cho các bạn luôn. Giá bán lẻ nó là 1 triệu 900 ngàn. Thì tổng cộng của hai cái này, cây đàn và cái amp, nếu các bạn mua lẻ rồi, nó là 3 triệu 900 ngàn. Tuy nhiên, nếu các bạn mua trong tháng 12 này, thì cây đàn và cái amply này chỉ còn giá là 3 triệu 300 ngàn mà thôi. 3 triệu 300 ngàn thôi nha các bạn. Thì mình còn tặng thèm kèm cho các bạn một cái bao da 3 lớp để đựng cây đàn, một cái dây dắt để các bạn kết nối từ cây đàn vô trong cái amply, và hai cái phím đàn xịn để cho các bạn tập nữa. Giá chỉ có 3 triệu 300 ngàn mà thôi. Thì chúng ta sẽ nghe thử qua cái cây đàn này nha các bạn, với lại cái amply này, qua hai cái tiếng, một là tiếng clean, hai là các bạn qua cái tiếng override để các bạn có thể đánh tiếng solo hoặc là chơi rock đều được cả. Nó chỉ có 15W thôi nhưng đảm bảo là khi các bạn chỉnh lên thử, các bạn sẽ thấy là thổi bài cái phòng của bạn đấy nha. Humbucker hai cái pickup này rất là mạnh mẽ cho các bạn. Thiết kế thì nói chung là rất là ấn tượng ha. Thì các bạn có thể xem theo trong link mô tả để xem chi tiết của cái đàn và thông số về amply nha. Đầu tiên chúng ta sẽ thử về cái tiếng clean trước ha, tức là tiếng tự nhiên của cái amp này. Chúng ta nghe cùng với cái đàn nhé bạn. Mình chỉnh tiếng volume lên lớn thấy ha. Đầu tiên là chúng ta để ở bridge pickup nha các bạn. Ta gạt lên ngay chính giữa là của hai cái pickup này ra một lượt luôn ha. Sẽ đánh cái trên cái neck pickup à, tiếng nó sẽ ấm hơn nha bạn. Với các thông số đây các bạn có thể chỉnh được hết à, treble, middle bass, dù mình cho tiếng bass giảm xuống tí ha, tiếng treble tăng lên, middle giảm xuống tí, bạn nghe khác. Đặc biệt nếu các bạn tập buổi tối, nó có cái cổng headphone này, các bạn ghim vào đây các bạn thử nghe để không làm phiền hàng xóm à, rất là hay để headphone nha các bạn. Rồi ngay chỗ này nó có cái CD in nữa à, các bạn có thể là ghim nó vô, mở backing track lên hoặc là nghe nhạc vẫn được ha. Cái amp nó rất là tiện lợi dành cho bạn ha. Thì với cái cây đàn này, các chức năng chính của nó giống như mình đã review cái cây khác, nó đáp ứng đầy đủ cả các bạn à, 22 phím đủ các bạn chơi ngon lành luôn ha. Bây giờ chúng ta sẽ thử qua cái tiếng override, tức là cái tiếng mà chúng ta đánh rock hoặc là solo ha. Thì ngay chỗ này nó có cái nút nhấn này, các bạn nhấn nó vô thì ngay cái volume này nó sẽ tắt, mà nó lúc này cái gain và cái volume này sẽ có tác dụng là cho cái tiếng override mình ha, mình nhấn vô nha. Đó, thì bây giờ bạn nghe nó tiếng lên đi ha, bạn thấy không, volume mình mới dặn lên có một ít thôi mới có ở cái mức thí dụ xưa 9 giờ đồng hồ thôi, chứ mình chưa dặn lên cao. Ở cái gain này thì nó sẽ cho cái độ độ mạnh, cái tiếng nó đủ dày hay nhẹ ha.
thì bây giờ chúng ta dặn cái gen lên rồi. À, cái gen mà càng lớn thì cái độ nặng của nó càng mạnh hơn. Ví dụ mình dạ dày không biết làm sao dặn lên nữa thì bạn nghe nó dài rất là rõ. Chức năng cơ bản như thế này, các bạn có thể đánh được vừa đệm hay solo, rồi đánh theo phong cách rock ha, đều được cả. Thì giá thành nó rất là cạnh tranh, mình nhắc lại là giá bán lẻ là 3.9 triệu, nhưng mà các bạn mua trong tháng 12 chỉ có 3.300.000 mà thôi, tặng kèm bao da ba lớp ha, dây dắt, ý game và phím thì các bạn đánh nữa. Thì bộ combo này mình tin rằng là các bạn sẽ rất khó kiếm ở bên ngoài, cả hai đều là mới cả và được bảo hành 1 năm. À, mình đã set up đầy đủ cho bạn trước khi giao hàng cho bạn, cho nên là bạn có thể tin tưởng và yên tâm. Hãy xem cái thông tin ngay cái mô tả của video này hoặc là cái comment đầu tiên để bạn thử xem chi tiết đàn Amly. Nếu thắc mắc cứ alo hoặc là chat trực tiếp với Amigo Guitar Shop và mình sẽ tư vấn đầy đủ cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.